Chào anh em, nay em tư vấn cho anh em nhanh một số cái câu hỏi mà anh em hỏi em trong cái thời gian qua và em sẽ trả lời chi tiết trong video này. Anh em nào đang cần một số cái thông tin liên quan đến việc chăm sóc mai mà không biết hỏi đâu thì có thể theo dõi trong cái video này. Cái đầu tiên là Tervigo và cái phần Gidomingon thì xài như thế nào, xài hàng tuần được hay không? Thì câu trả lời là không nha anh em. Nếu mà ghi á thì mình xài khi mà mình có sự thay đổi chất chồng hoặc là mình thêm cái chất trồng vô hoặc là trước cái mùa mưa hoặc là mình khi mà mình tiến hành mình bón phân hữu cơ đó thì anh em mình nên xài Gon để uh, diệt trừ nấm uh, cũng như phục nấm cho cái cây mai của mình uh, nếu mà mình uh, xài định kỳ đó, thì theo cái lịch hàng tháng nha anh em chứ không phải là hàng tuần. Có nghĩa là có thể là một năm mình tới 12 lần à, trong à, từng tháng à, của năm. Từ trường hợp mình đang trị bệnh nấm cho cái cây mai ở dưới cái hệ rễ hoặc là ở trên lá đó thì mình có thể xịt theo cái hàng tuần. Nhưng mà theo em cao lắm là 4 tuần liên tục thôi nha anh em, không có nên xịt thuốc nấm nhiều hoặc là tưới thuốc nấm vào gốc nhiều. Còn hoặc là một số cái loại thuốc khác để trị tuyến trùng rễ đó thì theo em á là mình cũng chỉ sử dụng trong cái giai đoạn mà mùa mưa thôi nha anh em hoặc là khi mà mình có sự thay đổi về chất trồng ví dụ như mình chuyển chậu hoặc là mình thêm chất trồng hoặc là mình có bốn phân bò đồ đó anh em mình có nên tham khảo cái thần Tovigo hoặc là một số thuốc trị tuyến trùng khác và trong trường hợp đó mà mình điều trị thì mình mới sử dụng hàng tuần và theo em Tovigo thì cũng không có nên sử dụng cái thời gian quá dài liên tục quá dài thì có khoảng chừng 4 đến 8 tuần liên tục là ok rồi nha anh em trong trường hợp là mình trị còn phòng thì khoảng chừng một hai tháng thì mình xài một lần là hợp lý rồi câu hỏi thứ ba là liên quan đến tới cái phần sâu đục thân thì em đẩy cái hình minh họa trên màn hình cho anh em mình biết cái sâu đục thân thì rất là khó phát hiện nha anh em khó phát hiện bằng mắt thường và khi mà xuất hiện thì gần như là nó hư cái cây của mình rồi thì về cái biện pháp phòng tránh thì em có giới thiệu với anh em lúc trước là cái phần vi phu super cái loại rải ở trên mặt chậu thì nó vừa có tuyến trùng rễ nè vừa có cái sùng đất nè và có vừa có phòng cái thằng sâu đục thân luôn cũng tương đối hiệu quả tuy nhiên thì anh em mình cũng nên phòng cái thằng sâu đục thân bằng những cái loại thuốc trì sâu lưu dẫn và các loại thuốc nào thì em để cái tên sản phẩm ở trên màn hình cho anh em mình tham khảo nha và mình có thể mình mua và mình sử dụng thường xuyên theo cái dạng phòng nha anh em còn cái sâu đục thân mà nếu mà mình phát hiện cái lỗ đó rồi đó thì một là anh em mình dùng cái kim tim á mình rút cái thuốc trì sâu và mình bơm vô thôi còn nếu mà trong trường hợp mà anh em mình muốn cưa để mình bỏ luôn cái phần đó được thì mình cưa nên cưa bỏ luôn nha anh em thì bất công thì nó rất là rắc rối còn trong trường hợp mà mình muốn giữ lại thì mình nên dùng kim ti mà mình sụp vô để mà diệt cái con sâu đục thân đó cái phần thứ tư là cái phần sụp chất chồng hoặc là, là bọng chất chồng anh em cái chất chồng của mình nó qua một khoảng thời gian thì nó bị bọng ở dưới đó thì cái trường hợp này thì hồi đầu năm em lưu ý trong khoảng bốn năm cái video liên tục á nhưng mà có số anh em thì không có xem video thì thành ra gặp phải cái vấn đề này sau khi mà cắt đôn qua tết khi mà đã lên lá non rồi thì một số anh em hỏi em là cái biện pháp xử lý như thế nào Trong cái trường hợp mà khi vừa mới cắt đôn á, thì mình xử lý rất là dễ nè Vừa mới cắt đôn là mình có thêm chất trồng Thì em có hướng dẫn cho anh em là dùng cái cây xăm à, Mình xâm chất trồng xuống và mình thêm cái chất trồng vô Nếu mà ngay từ đầu năm anh em mình làm như vậy thì rất là đỡ để tránh cái trường hợp mà bị uh, sập hoặc là bỗng chất trồng Tại vì khi mà có lá non á, mà mình làm như vậy thì mình tác động đến bộ rễ nha nè. Mình làm như vậy nó cũng tác động đến bộ rễ, nhưng mà cái cách tác động của mình cũng tương đối nhẹ nhàng. Thì nó cũng không có ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên mà khi có lá non á, thì mình không có thể làm được như vậy. Vì rất là dễ dẫn cái tình trạng cái cây nó bị sốc nó bị đụng cái rễ nè. Cái lá nó buồn, mà nhiều cái trường hợp là nó bị tụt nhựa luôn. Vậy cái biện pháp... Mà xử lý trong cái tình huống này tốt nhất theo em là mình sụp nước nhanh đi Mình sụp nước và mình sử dụng uh, bàn tay, tay hoặc là cái cây Mình làm nhẹ nhàng thôi Sụp nước có nghĩa là mình tưới thật là đẫm Tưới liên tục để cho cái chất trồng nó dẻ xuống Và kèm theo thì mình sử dụng cây hoặc là tay mình nhét xuống từ từ nhanh đi làm nhẹ nhàng hết sức có thể khi mà cái cây mai có lá non trong một số cái trường hợp khác thì em có khuyên anh em mình nó là không có đụng đến cái cây đặc biệt là cái bộ rễ khi mà cái cây có lá non tuy nhiên trong cái trường hợp sập hoặc là bỗng chất trồng á buộc mình phải làm nha anh em buộc mình phải làm và chỉ có cái phương án của em đưa ra là sụp nước và nhét phân thì nó là nhẹ nhàng nhất theo một số cái kiểm chứng của em em cảm ơn em có một cái bình luận ở bên tiktok á là khen một cái kem mai của bên em là để một trăm phần trăm ở ngoài nắng mà không có bị cháy nắng thì sẵn mượn cái bình luận đó thì em chia sẻ cho anh em cái quan điểm của em về việc để trong mát hoặc là để ở ngoài nắng thì cái nào tốt hơn thì về vấn đề đầu tiên xác định rõ luôn quá anh em là chăm sóc cây mai thì không có cái nào mà gọi là tuyệt đối nha anh em. Cái nào nó cũng có cái điểm lợi, có cái điểm hại để trong mát á thì nó cũng có cái lợi nhưng mà cũng có cái hại. Tương tự để ở ngoài trời thì cũng vậy. Ví dụ như trong trường hợp mà anh em mình để trong mát hoặc ở lưới lan, anh em mình tập ghép nè, hoặc là anh em mình chăm sóc cái cây mai đầu năm đặc biệt là trong cái không khí nắng của khu vực miền Nam trong cái thời gian gần đây á thì để ở dưới lan, lưới lan hoặc là để trong mát rất là tốt. Tuy nhiên anh em mình cần phải lưu ý khi mà mang ra ngoài trời Đặc biệt là trong cái giai đoạn mà nắng nóng như thế này Thì cái cây nó rất là dễ bị sốc nhiệt nha anh em Một số cái biểu hiện trên lá của cái cây mai nó Bắt đầu nó chuyển sang cái màu hơi ú ú Chứ không phải nó hơi hơi héo héo anh này. Và cái lá có thể là bị cháy lá do nắng Gọi là phỏng nắng anh em Thì cái trường hợp này là cái khuyết điểm của cái việc mà nuôi cái cây mai trong mát Hoặc là ở dưới lưới lan thì buộc á là khi anh em mình đem cây mai ra ngoài trời đó mình phải có biện pháp mình canh nha anh em mình chịu khó mình chuyển ra chuyển vô nếu mà anh em mình có điều kiện về thời gian về cái không gian á có nghĩa là tối đó thì mình đem cái cây mai ra ngoài trời rồi sáng chín mười giờ mình đem vô rồi qua ngày hôm sau mình tăng thêm một hai tiếng rồi qua ngày hôm sau nữa mình tăng thêm một hai tiếng thì có một số cái bình luận là nói em cái như thế này nó rất là cực công thì nếu mà anh em mình không có cực công là mình phải chấp nhận là cái cây nó bị trái lá nha anh em buộc một trăm phần trăm luôn mà mình phải chấp nhận cái điều đó đặc biệt trong cái không khí của năm nay rất là nóng thì anh em mình phải chấp nhận điều đó thì tương tự cái việc mà mình nuôi cái cây mai ở ngoài nắng một trăm phần trăm bao gồm cái việc nuôi phôi ghép và cắt đô sau tết á thì nó có hại là dĩ nhiên rồi nói ở dưới môi trường nắng nóng á thì nó rất là dễ bị cháy ra thân của cái cây mai rồi cái việc sinh trưởng và phát triển của cây mai nó sẽ chậm nó không có đạt vàng để trong mát nha anh em để trong mái hiên tuy nhiên khi mà cái cây mai nó đạt bắt nghiệp và nó sung đó, thì cái bộ lá nó ra rất là đẹp và nó không có bị cháy nắng khi nó ra nha anh em rất là ít trường hợp mà mình để ở ngoài nắng từ nhỏ đến lớn mà cái lá mai nó bị cháy nắng thì nó là một cái ưu điểm của cái việc để ở ngoài nắng giống như kiểu mình có một đứa con á mình cho nó va chạm với xã hội từ sớm á thì sau này nó đỡ bị một số cái việc mà nó sốc ở đây thì cái việc chăm sóc mai nó cũng tương tự như vậy cái câu hỏi cuối cùng đó là cái câu hỏi nó hơi rộng và nó mang tính cá nhân hơi cao chút xíu thì anh em mình chịu khó lắng nghe chút xíu để hiểu hơn về cái vườn của bên em thì cái câu hỏi liên quan đến phân nha nè sử dụng cái phân gì thời gian nào là bón là hợp lý hữu cơ thì nên xài cái loại gì vô cơ thì nên xài cái loại gì thì để trả lời câu hỏi đầu tiên này thì trước tiên thì anh em mình nên biết bên vườn bên em là chuyên sản xuất nha nè vườn là chuyên sản xuất có nghĩa là chuyên ghép từ cái phôi lên thành phẩm là đa phần là như vậy và cái việc mà bắt cây á, thì cũng có nhưng mà cái chiếm tỷ lệ nó thấp hơn thì thành ra bên em á là chăm sóc từ cái cây phôi lên cái cây bán thành phẩm hoặc là thành phẩm thì bán cho khách bên em là giao cho vườn hoặc là giao cho lái rất là nhiều thành ra cái mục đích ban đầu của em làm cái youtube này hoặc là chia sẻ trên mạng á, là em làm để em khẳng định cái thương hiệu của mình nha anh em để mà cho anh em khác biết về cái quy trình chăm sóc của bên vườn em và khi mà anh em lấy về á thì có thể theo cái nhịp đó mà chăm sóc theo cái bài phân của bên em cái điều đó rất là quan trọng khi mà mình chăm sóc mai và đặc biệt là đối với cái dòng mai mà bên em là cái hàng gọi là tầm trung á nè tầm khoảng mười mấy củ đổ lên á thì chiếm số lượng nhiều quá, thì cái đó rất là quan trọng là theo cái bài phân của chủ cũ để cho nó quen cái nhịp và sau đó thì thay đổi gì đó thì thay đổi sau cái đó rất là quan trọng em lưu ý điểm này rất là kỹ với anh em để anh em mình biết là bên em chia sẻ cho anh em à, bên vườn làm cái gì xài cái hiệu thuốc gì xài cái phân gì hoặc là quy trình chăm sóc như thế nào em chia sẻ cho anh em á là đúng đến khoảng từng chừng sáu bảy chục phần trăm nha anh em cái lý do là chỉ đúng khoảng sáu bảy chục phần trăm có nghĩa là khi cái cây mai bắt đầu vô cái quy trình tầm khoảng tháng tư tháng năm âm lịch đổ đi á là bắt đầu có sự lựa cây rồi khi đó thì rất là khó để chia sẻ cho anh em theo từng tình trạng của cái cây nha anh em tại vì nhà vườn làm là theo từng tình trạng của cái cây chứ không phải là cái cây nào cũng làm giống như cái cây nào đặc biệt là cái quy trình làm như cái bên vườn em anh em mình thấy bên em là lùng mà cỡ hai mươi mấy hoành cũng có mà cái kiểu đế khủng cũng có mà kiểu hoành khoảng chừng bảy tám chục cũng có nha anh em thành ra cái từng cái cây sẽ có cái bài chăm sóc khác nhau nó thay đổi dần từ khoảng tháng tư tháng năm âm lịch đổ đi tính tết nha anh em do đó thì em chỉ chia sẻ cho anh em thật đúng là khoảng sáu bảy phần trăm thôi tuy nhiên nếu mà nhìn rộng ra những cái video khác của em thì anh em mình sẽ thấy là em sẽ có chia một số trường hợp để anh em mình biết và mình sẽ chăm sóc theo từng trường hợp của từng cái cây cây yếu như thế nào giống này như thế nào giống kia như thế nào rồi cái cây mới ghép như thế nào cái cây già mùa như thế nào thì do đó thì anh em mình chịu khó mình theo dõi uh, nhiều cái video của em mà bật chung thông báo hay gì đó nói chung là đại khái là xem nhiều cái video của em anh em mình sẽ thấy một số cái trường hợp mà đúng với cái cây của mình mà mình chăm sóc thì như vậy nó phải là đúng tám chín phần trăm nhanh đây mười phần trăm còn lại thì cũng tùy theo cái điều kiện thổ nhưỡng ví dụ cái vườn của anh em ở trên sân thượng thì không thể nào được giống như của em được do đó thì anh em mình chịu khó mình theo dõi mình nghiên cứu mình thực hành với cái cây mai của mình thì sau này anh em mình mới chăm mai sóc mai được chứ nếu mà anh em mình cứ làm theo của em á thì nó không có đạt được trăm phần trăm đâu cái đó thì em dám khẳng định luôn à, tại vì thực tế thì cái cây mai nó có rất là nhiều cái trường hợp xảy ra rồi trở lại cái chủ đề đó là phân gì em cũng chia sẻ với anh em là bắt đầu từ tháng tư âm lịch tới thì bên vườn mới tiến hành là cho ăn phân vô cơ nha anh em và khoảng giữa cuối tháng ba âm lịch này nè thì có thể là cho ăn hữu cơ cũng tùy theo cây nhưng mà đa phần là cho ăn hết nha anh em và cái vô cơ thì bắt đầu từ tháng tư âm lịch mới sử dụng về sử dụng cái phân hữu cơ thì em có chia sẻ với anh em là ba loại dynamic lifter bao bắc là hai cái loại mà phân hữu cơ viên nén á hoặc là anh em mình sử dụng phân rơi một trong ba loại đó thôi nha anh em chứ không có cần phải ba loại hoặc là anh em mình có thể mua ba loại luôn cũng được mình luôn phiên phiên sử dụng theo cái lịch phân hữu cơ còn cái về cái phần phân vô cơ hoặc là NPK DAP hoặc là một số cái loại phân khác á thì anh em mình uh, hỏi em là sử dụng cái thương hiệu gì thì em sử dụng là cái hàng thái và cái hàng rủ rau mo nha anh em để tên ở trên màn hình cho anh em mình xem và mình tham khảo còn cái hiệu khác hoặc một số cái loại phân bón khác có trên thị trường hiện tại á mà anh em hỏi em á thì anh em thường là em từ chối trả lời hết anh em, tại vì không có xài thì cũng không có dám chia sẻ với anh em một số cái sản phẩm mà mới mà hay mà có một số anh em khác chia sẻ đó, rồi bên vườn có mua về thử, xài sử dụng mà thấy không đạt thì em cũng không có dám chia sẻ nè Tại vì bây giờ mà chia sẻ lên không đạt thì ảnh hưởng đến một số anh em khác do đó thì chỉ có những cái sản phẩm nào mà em có tư vấn, em có chia sẻ, em có hướng dẫn cho anh em mình làm mà mình sử dụng đó thì nó mới đúng với cái bài phân bên em. Mà còn một số cái sản phẩm khác thì thực sự là em không biết và không có dám chia sẻ. Rồi em cảm ơn anh em đã xem hết video này và hẹn anh em ở video tiếp theo.